hai người đàn ông Mỹ đi ăn nhà hàng cho tiếp hơn 86.000 đô la Mỹ. Lịch Quốc Quốc là người phục vụ tại một quán ăn tại tiểu bang New Jersey, Mỹ. Vào 5 giờ một sáng thứ năm, có hai nhân viên cứu hỏa bước vào quán ăn của cô. Họ tỏ ra kiệt sức vì vừa xong vụ dập tắt đám cháy đã gây ra thiệt hại lớn cho một nhà kho. Paul Hollins và Tim Ian tìm chỗ trống và Lịch nhanh chân đến bàn để nhận đặt món của họ. Tôi cần ly cà phê lớn nhất mà bạn có, một trong hai nhân viên cứu hỏa tình nguyện mệt mỏi nói với Lịch. Cô mau chóng hiểu vì sao họ có một đêm dài như vậy. Sau khi Paul và Tim kết thúc bữa ăn sáng và muốn trả tiền, họ đã rất ngạc nhiên khi đặt hóa đơn. Có những chữ viết tay trên tấm hóa đơn đó. Lịch viết tôi đã trả tiền cho bữa sáng của các anh hôm nay. Cảm ơn vì tất cả những gì các anh đã làm để phục vụ người khác và xông vào những nơi mà mọi người khác phải bỏ chạy. Paul và Tim xúc động bởi hành động chân thành của Lịch, bởi cô cũng y như họ, cũng phải làm việc ca đêm. Hai người đàn ông sau đó dùng Facebook đăng hình ảnh ghi chú viết tay của Lịch trên hóa đơn và nói về trải nghiệm bữa ăn của họ tại Route 130 Diner ở Del Rang, nơi Lịch làm việc. Họ khuyến khích mọi người ăn tối tại nhà hàng và cho Lịch món tiền tip lớn, nhưng họ không dừng ở đó. Sau khi tìm kiếm trang Facebook của Lịch, cả hai đều biết rằng Lịch đã phải vật lộn để chăm sóc người cha đang bị bệnh của cô. Đầu năm 2010, cha cô bị liệt do tổn thương não. Gia đình không đủ khả năng mua một chiếc xe ô tô có hệ thống đưa xe lăn lên xuống, nên người cha bị ốm của cô quanh năm phải nằm trên giường. Còn Lịch, cô phải gánh vác toàn bộ công việc gia đình. Hiện tại, cô đang làm 3 công việc bán thời gian suốt ngày đêm. Cô cần 17.000 đô la Mỹ cho chiếc xe này. Hai người lính cứu hỏa đã lập một trang GoFundMe để quyên góp. Kết quả họ đã thu được hơn 86.000 đô la Mỹ cho Lịch. Có rất nhiều người bình thường muốn giúp cô gái tốt bụng. Lịch vô cùng bất ngờ và cảm động. Cô nói với hãng tin ABC News rằng tất cả những gì tôi làm là trả tiền cho bữa sáng của họ, và tôi không nghĩ bất cứ điều gì sẽ xảy ra, trừ khi họ sẽ ra đi với một nụ cười. Lòng tốt là một vòng tuần hoàn. Khi bạn trao đi lòng tốt, nó sẽ trở về bên bạn. Khi bạn gieo mầm hạt giống thiện lương, nó sẽ kết hoa thơm trái ngọt. Hiền Diệp cảm ơn các bạn đã xem video Hiền Diệp chia sẻ. Hãy để lại lời bình luận cũng như là like và share, nhấn vào nút đăng ký kênh để nhận thông báo video mới mỗi ngày nhé. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.